Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kẹo đậu phộng hay gọi là kẹo lạc nhé. Để làm kẹo đậu phộng thì các bạn chuẩn bị cho mình lạc này, hay gọi là đậu phộng nhé. Các bạn rang cho mình đi và mình tróc bỏ vỏ, mình dùng một bát con nhé. Và đường nữa, các bạn cũng dùng cho mình nâng bát con đường. Vừng, các bạn cho mình khoảng 50 g vừng trắng. Và chanh thì chúng ta sẽ dùng 1 phần 2 quả này nước cốt chanh nhé. Và một ít nước lọc nữa. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cho đường và nước lên bếp để mình nấu trước. Chanh thì mình sẽ vắt ra để lấy nước. Với cách làm kẹo đậu phộng này rất đơn giản, các bạn không cần bạch nha gì cả nhé, mà chúng ta cũng có thể có kẹo đậu phộng để ăn rồi. Các bạn là cho mình đường vào chảo này. Và để làm tan đường thì các bạn sẽ cho mình nước lọc nhé. Đấy, mình cho một ít nước lọc này. Mới đầu thì các bạn sẽ nấu với lửa to cho mình để cho cái phần đường này nó tan chảy ra. Đây là mình cho đường lâu nhé, các bạn có thể cho đường trắng tùy theo nhé. Trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái khay này, một cái túi ni lông hoặc là các bạn có thể dùng màng bọc thực phẩm nhé. Để mình không đưa được kẹo mình sẽ đổ ra đây. Giờ mình đang nấu đây ạ. Các bạn cắt cho mình 1 phần 2 quả cốt chanh nhé. Khi đường này như thế này là được rồi nhé. Thì chúng ta sẽ cho phần cốt chanh này vào. Các bạn nhớ là đập bỏ cái phần hạt chanh này đi. Mình dùng đũa nhá để mình đảo cái phần đường này đi. Vì vừa nãy mình cứ lắc chảo ấy là để cho đường nó tan ra đấy ạ. Và bây giờ mình nấu chút nữa cái phần đường này nó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết để mình cho đậu phộng vào làm vào và vừng vào đi. Như thế này là đường sắp được rồi đấy ạ. Bây giờ các bạn lại giảm lửa đi cho mình đun với lửa nhỏ thôi nhé. Không có là cháy đường ấy thì khi chúng ta ăn kẹo đậu phộng nó sẽ bị đắng. Mình lấy một bát nước để nhận biết đường nhé. Khi nào mà đường được ấy, các bạn nhúng vào nước này cả là nó sẽ cái phần đáy này nó sẽ đóng lại, nhưng đây vừa nãy mình cho vào đấy thì nước nó đường là tan ngay trong nước thì là chưa được. Một tẹo nữa cho đường nó sánh thêm thì các bạn sẽ cho lạc vào. Với cách làm bên này thì mình lấy chanh hay cả đường nó như là bánh nha vậy ạ. Cho to nổi thêm một chút để cho cái đường nó nhanh được. Cái đũa nó không cái chân này cũng chưa được, nó phải không nào nó quánh lại cơ. Giờ các bạn giảm lửa đi là được đấy ạ. Đây bây giờ mình sẽ nhận biết đường nhé, các bạn cho vào nó đã đóng lại một chút rồi, thêm một phút nữa thôi. Khi đường nó đã sền sệt rồi ạ. Đây, phần đáy nó đã kết đường nhé. Các bạn đun cho mình như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho lạc vào luôn nhé. Không có là khi đường nó sẽ bị cháy. Vâng, các bạn cũng cho vào cho mình. Mình đảo đều lên nhé.
cho cái phần vừng nạc này nó hòa quyện lẫn với đường. Khi đổ nạc vào thì mình lại cho lửa một chút nữa, to một chút để cho cái phần nạc nó nóng lên và vừng nóng lên nhé. Thì các bạn khi nó sánh lại như thế này nhé, là được, của chúng ta sẽ đổ lóng luôn ra khay, không có là nó sẽ bị cháy nhé. Và nó cứng thì chúng ta cũng không đổ được. Để các bạn chuẩn bị một cái khay, và mình đã nói từ trước rồi đấy ạ, mình sẽ vét hết cái phần đường xuống, không có chút nữa đâu, cứng là mình sẽ vét được rồi ạ. Bây giờ muốn theo ý muốn của chúng ta nhé, thì các bạn hãy san nó ra. Các bạn muốn ăn kẹo lạc dày hay mỏng tùy vào chúng ta nhé. Và mình rắc nốt ít vừng còn lại lên trên nhé. Và bây giờ các bạn sẽ gập lại, và mình sẽ dùng cái chai ấy để mình cán, hoặc là các bạn có cái cán ấy, bạn có thể cán để cho nó dẹt xuống nhé, cho nó phẳng, nó dẹt ra khi chúng ta cắt nhé, nó sẽ dễ cắt hơn. Các bạn để cho mình nguội một tẹo nữa là mình có thể cắt được kẹo lạc ra nhé. Còn bây giờ nóng thì chúng ta sẽ không cắt được, và cắt thì nó sẽ bị dính và nó sẽ vỡ không theo ý của chúng ta. Đây các bạn là khi nguội nhé, thì các bạn là đây, sẽ lấy ra cho mình nhé. Đây là mặt dưới đĩa, và đây là mặt trên mình vừa cho vừng đấy ạ. Đấy, nó có đường nhiều ở mặt dưới đấy. Bây giờ mình sẽ lấy ra nhé. Đấy, đã đỡ dính hơn đấy khi mà chúng ta để nguội đi. Khi nó còn hơi ấm tay nhé, thì các bạn sẽ dùng dao để mình cắt nhé. Nếu mà chúng ta để nguội quá thì nó sẽ cứng và khó cắt hơn nhé. Đây. Các bạn cắt thành những miếng kẹo lạc vừa ăn theo sở thích gia đình nhà mình nhé. Khi mình đã cắt kẹo lạc rồi đấy ạ, bây giờ mình sẽ cắt theo chiều kia nữa để mình lấy, mình chia miếng kẹo lạc ra nhé, mình sẽ cắt ra làm 4. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một đĩa kẹo lạc như thế này nhé. Các bạn có thể làm để cho gia đình nhà mình đón Tết nhé. Chỉ cần có một bát đường và một bát mạc, một độ 50g vừng trắng, và các bạn cho mình một ít nước cốt chanh, 1/2 quả chanh nhé, và một ít nước lọc, là mình đã có đĩa kẹo lạc như thế này rồi. Mình làm như thế này thì lượng lạc nó nhiều, sẽ giòn ngon hơn là chúng ta mua thì họ cho rất nhiều đường, ăn rất chi là ngọt và khó ăn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Đây cái phần đầu kẹo lạc đây các bạn.
có thể cắt ra mình ăn.